Mặt trời từ dưới nước biển từ xa xa đang ló dần lên đó các bạn. Các bạn nhìn đẹp không? Tuyệt vời luôn các bạn. Du Tốt Hải Nguyễn Cuộc Sống Quanh Tôi xin chào các bạn một buổi sáng Chủ Nhật đầy năng lượng, vui vẻ và hạnh phúc. Gửi đến các bạn tất cả những niềm vui của một buổi sáng. Chúc các bạn may mắn, luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc các bạn nhé. Để tiếp tục xem những clip tiếp theo, các bạn hãy đăng ký chuông và khi xem đến like các bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn đã ủng hộ và theo Hải Nguyễn một thời gian, đã động viên Hải Nguyễn rất nhiều. Cảm ơn các bạn. Mặt trời đang lên đó các bạn. Trời ló lên gần thấy tròn hết rồi đó các bạn. Bình minh trên biển Đà Nẵng với không khí thể dục buổi sáng rất là vui nhộn và nhiều người dân xuống biển tắm đón nhận bình minh trên biển đó các bạn. Mặt trời đã lên khỏi mặt nước rồi đó các bạn. Bạn thấy một vầng ánh dương từ xa đúng không các bạn? Mặt trời ló lên rực, đỏ rực, cái vàng rực đó các bạn. Mặt trời lên là đưa lại sức khỏe, hạnh phúc và niềm vui cho tất cả mọi người trên thế gian này. Đặc biệt là trên biển, trên bãi biển thành phố Đà Nẵng đó các bạn, thành phố đáng sống. Mời các bạn hãy đến tham quan, du lịch và nghỉ dưỡng các bạn ạ. Trải nghiệm cuộc sống nơi đây vô cùng thanh bình, trong lành, thân thiện và hạnh phúc.
trời lên cao rất nhanh các bạn ạ. Mới ở dưới nước bây giờ dần dần đã lên rất là cao rồi. Quang cảnh xung quanh đây các bạn. Từng nhóm người dân tập trung đem la và nhạc xuống cái ven biển để thể dục đó các bạn. Rất là vui, rất là náo nhiệt, nhiệt tình. Đảo Sơn Trà trước mặt đó các bạn, tượng Đức Phật, tượng Đức Phật xa xa màu trắng ở phía trên bán đảo Sơn Trà đó các bạn, tại chùa Linh Ứng, đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Người dân xuống tắm biển ngày một đông đó các bạn. Bạn thấy không, tinh thần thể dục của người dân tại thành phố Đà Nẵng vô cùng là nhiệt tình, phấn khởi và rất nhiều loại hình thể dục khác nhau, tất cả là đều tự phát đấy các bạn. Thank you.
là lăng các ông đó các bạn. Lăng thờ các ông của ngư dân phố Đà Nẵng. Xong bên tôi xin chào các bạn, rất là cảm ơn các bạn đã quan tâm ủng hộ và động viên bằng cách đăng ký chuông và like các bạn nhé. Tạm biệt các bạn, hẹn các bạn clip sau các bạn nhé.